Rồi em chào tất cả cô chú anh chị, mình đang xem video trên vườn Lan Minh Thắng anh chị ha. Thì hôm nay thì em cũng ít có lên video thường xuyên, cho nên anh chị em mình có nhiều anh chị em mình hỏi là bên em còn cái loại bông nằm màu cam cam không. Thì cái video hôm nay em chia sẻ là cái thằng xin cam vẫn còn anh chị ha. Rồi, cái xin cam này là nhập trực tiếp Thái Lan vậy, thì em vẫn còn giữ nguyên cái chậu lưu đạn này anh chị ha, để anh chị em mình chơi cho nó dễ ha. Thì hàng Thái Lan cũng giống như là hàng vừa trưởng thành thôi anh chị ơi, chứ cái cây này nó chỉ ra bông bối thôi chứ nó chưa có dạng kêu mà ra bông ấy anh chị, nhiều ha. Cái giò bông này rất là dài anh chị, hôm bữa thì cây hoa ra hoa bối nó là cây này nó đã ra cái giò bông rất là đẹp. Em sẽ chạy cái mặt bông ở trên video cho anh chị tham khảo ha. Thì cơ bản cái chậu này nó cao tầm 20 sen, thì em tính từ gốc tới ngọn nha cả nhà ha. Thì mầm rất là phát triển anh chị ha, cái này là hàng giống sưu tầm thôi chứ không có nhiều. Cho nên anh chị em mình chốt giúp em là một chậu là 130.000. Nếu anh chị em mình mua nhiều thì anh chị mình có thể kết hợp chung với những cái sản phẩm khác được nha anh chị ha. Có những chị mình hỏi em là mua mỗi một loại một chậu á, thì nếu anh chị mình mua trên ba chậu ba loại thì em sẽ ship được anh chị ha, là một cái đơn hàng để em ship được. Thì sản phẩm này là 130.000 một chậu nha, hàng sưu tầm anh chị. Cái em cũng chuẩn bị ví dụ như qua cái video này thì em cũng sẽ sang chậu cho nó. Thì cây nó đang phát triển rất là tốt, rễ diễn ra bình thường nha anh chị ha. Anh chị em thấy rễ mới không nha anh chị ha. Thì cơ bản thì nó em để không như vậy, em tưới nước thôi, chăm sóc từ từ nó cũng ra rễ hết rồi. Anh nên cái dòng này rất là dễ chăm. Hàng Thái Lan về nay khoảng tầm 10 ngày hơn anh chị ha. Nay hơn 10 ngày rồi. Anh chị để ý cái video trước em thì cái sản phẩm này vẫn còn anh chị ha. Đó. Cây rất là phát triển nha anh chị ha. Thì cả nhà mình chốt giúp em thì em nhắc lại là em ship có toàn quốc luôn. Anh chị em mình đặt hàng thì vui lòng đặt giúp em là 3 chậu. Rồi mỗi một chậu là 130.000. Thì nếu anh chị mình đặt ví dụ như là sản phẩm em vẫn bán lẻ, xé lẻ để anh chị em sưu tầm. Cái mùa này thì mình chỉ chăm chơi qua mùa địch anh chị ha. Đó thì cái trồng này thì mình để cái chậu như thế này cũng được anh chị ha. Mình móc mình treo lên. Còn nếu không thì anh chị em mình có thể thay chậu cho nó những bình thường, vỏ thông hay là than hay là vỏ dừa gì nó cũng chịu được hết nha cả nhà ha. Thì anh chị em mình thì ngày đầu tiên bỏ, ngày thứ hai anh chị mình hãy tưới nước cho nó, đừng có tưới nước liền và nó dễ bị úng anh nha. Tại vì khi trong thùng nó có gãy, những cái lá nó gãy hay sao đó thì nó sẽ liền lại anh chị ha. Rất là cái này là nó thiếu nắng anh chị ha. Ở đây là tại vì nó khuất mấy cái chậu này nè, xuống đây thì nó thiếu nắng đó. Thì em chia sẻ với cả nhà một tí xíu thì anh chị em mình hôm nay em lên cái lô này thì anh chị em tham khảo ha. Rồi anh chị em đặt hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em anh chị em ha. Rồi cảm ơn cả nhà.